Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 29 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hôm qua đã xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe du lịch chở đoàn khách Việt Nam tại Ai Cập khiến cho 5 người thiệt mạng. Cơ quan chức trách địa phương đang điều tra khẩn cấp vụ việc này. Nhiều chỉ số phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng năm 2018 dẫn đầu cả nước và vượt cả kế hoạch cho đến năm 2020. Điều này có được là do những chính sách đẩy mạnh cải cách hành chính. Việt Nam xây dựng thị trường carbon, mua bán phát thải khí nhà kính để giảm thiểu tác động tiêu cực của nó đến môi trường. Nội dung chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm bản tin ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, hôm qua ngày 28 tháng 12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã xác nhận vào lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày theo giờ địa phương, tức là 23 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, một vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe du lịch chở đoàn du khách Việt Nam đã xảy ra, khiến cho 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 người Việt Nam và 2 người Ai Cập. Thiết bị nổ tự chế này đã được gài gần với khu vực kim tự tháp Giza. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thì nhà chức trách Ai Cập đã đưa các nạn nhân tới cấp cứu tại bệnh viện El Haram thuộc tỉnh Giza. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã đề nghị nhà chức trách sở tại tạo điều kiện thuận lợi để đưa các nạn nhân du khách Việt Nam về nước trong thời gian sớm nhất, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình, sớm thảo luận với các cơ quan chức năng Ai Cập để thực hiện công tác bảo hộ công dân, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam. Một số công dân Việt Nam cũng đã được Đại sứ quán bố trí nơi ăn ở tạm thời trong khi chờ thủ tục để về nước. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng công tố Ai Cập Nabil Sadek đã ra lệnh tiến hành điều tra khẩn cấp về vụ đánh bom gây nhiều thương vong này. Vâng, và để có thêm những thông tin chi tiết về vụ đánh bom này thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên Anh Phương, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Vâng, thưa anh Phương ạ, anh có thể cho biết thêm thông tin về tình hình các du khách Việt Nam hiện nay ra sao sau vụ đánh bom vào ngày hôm qua ạ? Vâng, những thông tin mà chúng tôi có được cho tới thời điểm này thì hiện 5 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 du khách Việt Nam và 2 người Ai Cập là những nhân viên du lịch đi theo đoàn. Chiếc xe buýt được cho là chở 15 du khách Việt Nam đang đến khu vực gần kim tự tháp Giza ngoại ô thủ đô Cairo thì phát nổ. Và Bộ Nội vụ Ai Cập thì đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Thì người ta cũng chưa biết rõ rằng là động cơ của những kẻ thủ ác là gì. Trưởng cơ quan công tố Ai Cập đã ra lệnh một cuộc điều tra khẩn cấp về vụ tấn công khủng bố. Các thông tin chính thức về danh tính nạn nhân thì hiện cũng chưa được cả phía Ai Cập cũng như là Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập công bố, và chúng tôi xin được cập nhật tới quý khán giả về các thông tin này ngay sau khi có các tuyên bố chính thức. Tuy nhiên, Thủ tướng Ai Cập thì cũng đã đến bệnh viện để trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhân cũng như là chỉ đạo cuộc điều tra. Về phía Việt Nam thì Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đang tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng của Ai Cập để hỗ trợ các du khách Việt Nam. Và Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công thì cũng đã tới bệnh viện và thăm hỏi nạn nhân, cũng như là làm việc với Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập để tiến hành các biện pháp khắc phục tiếp theo. Xin mời trường quay. Xin cảm ơn anh Phương. Và thưa quý vị, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các công dân Việt Nam. Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập theo số điện thoại cộng 20106039 6518 hoặc là số Tổng đài Bảo hộ Công dân cộng 84981848484 hoặc số của đường dây nóng của Cục lãnh sự 0965411118. Còn liên quan đến việc đoàn khách du lịch Việt Nam được cho là đã bỏ trốn ở Đài Loan, Trung Quốc, tính đến chiều ngày hôm qua 28 tháng 12 thì phía Đài Loan cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ được 17 người để điều tra theo quy định của pháp luật sở tại. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã trao đổi với các cơ quan chức năng của Đài Loan, yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc thì cần đảm bảo an toàn và danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ, trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật. Phía Đài Loan, Trung Quốc cũng cần thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc về tình hình của những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý, tạo điều kiện để văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ.
Phía Đài Loan cũng cho biết là sẽ tạm dừng cấp thị thực trực tuyến cho các nhóm khách du lịch theo chính sách ưu đãi quan hồng. Các đối tượng khác vẫn được tiến hành cấp thị thực bình thường, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của Đài Loan nếu thấy có dấu hiệu bất thường. Từ hôm nay 29 tháng 12, người dân cả nước bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Đây là kỳ nghỉ khá dài nên rất đông người đã rời các thành phố để đi nghỉ lễ. Do đó mà giao thông đi lại có phần khó khăn hơn, nhất là vào chiều tối ngày hôm qua. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về tình hình giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, chiều qua do mưa rét, lượng xe ô tô cá nhân được sử dụng nhiều hơn. Mọi tuyến phố chính trong nội đô đều ùn tắc. Thậm chí khi đã quá giờ tan tầm, tại nhiều tuyến phố, nút giao thông, việc di chuyển của các phương tiện vẫn khá khó khăn. Tuy nhiên, tại khu vực nút giao đường Giải Phóng với tuyến Vành Đai 3 hướng ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lại khá thông thoáng, lượng phương tiện được nhận định chỉ như những ngày thường. Tuyến Vành Đai 3 trên cao chiều rời khỏi thủ đô, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng lưu thông dễ dàng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ hôm qua các tuyến đường cửa ngõ, đường ra sân bay, bến xe đều rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Tại các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, lượng xe đổ về đây tăng cao khiến giao thông tại tuyến đường này ùn tắc. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường huyết mạch cũng xảy ra tình trạng tắc đường như xa lộ Hà Nội, các con đường dẫn tới bến xe miền Đông và khu vực Phà Cát Lái. Lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết tại các cửa ngõ tránh trường hợp các xe khách đón trả không đúng vị trí, gây ùn tắc không cần thiết. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của ngành logistics ở các cảng biển thuộc khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam? Đây là chủ đề thu hút được sự quan tâm của nhiều đại biểu tại hội thảo Việt Kiều kết hợp đầu tư phát triển Bắc Trung Bộ diễn ra sáng ngày 29 tháng 12 tại Nghệ An. Hội nghị được tổ chức do Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài chủ trì, thu hút sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp kiều bào, đại diện nhiều bộ ngành và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới World Bank về chỉ số năng lực quốc gia về hoạt động logistics LPI năm 2018, Việt Nam xếp hạng 139 trong tổng số 160 quốc gia, đứng sau Thái Lan hạng 32 và Singapore hạng 7. Mặc dù kết quả này là một tiến bộ so với vị trí thứ 53 vào năm 2012, song năng lực hệ thống logistics của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, năng lực của nhà cung cấp dịch vụ cũng như là nhận thức và kỹ năng của các đơn vị sử dụng dịch vụ logistics. Đây là những rào cản đối với Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường với các nước trên thế giới. Kết thúc năm 2018, Hải Phòng là địa phương đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,25%, mức cao nhất từ trước tới nay và cao gấp gần 2,5 lần bình quân chung của cả nước. Nhiều chỉ số kinh tế xã hội của Hải Phòng trong năm nay thậm chí còn đạt hoặc là vượt qua cả kế hoạch mục tiêu đề ra cho đến tận năm 2020. Với kết quả này có được thì phần lớn là do thời gian vừa qua, Hải Phòng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư. 3 năm trước, trung tâm này ra đời khi Hải Phòng nhận thấy thủ tục hành chính là cản trở lớn nhất các doanh nghiệp khi đến đầu tư kinh doanh. Đây là cơ quan một cửa liên thông cấp thành phố. Nó trực tiếp giải quyết tất cả các thủ tục quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp như kế hoạch đầu tư, quy hoạch xây dựng, tài nguyên môi trường và tài chính. Các doanh nghiệp không phải đi nhiều nơi nữa và họ cũng không bỡ ngỡ khi mà phải tiếp xúc với các cơ quan khác. Sau đó thì khi mà đã được cấp phép để hoạt động rồi thì chúng tôi cũng lại tiếp tục đồng hành cùng với họ trong cái việc mà giải quyết tháo gỡ những cái vướng mắc mà trong cái quá trình tổ chức hoạt động họ ấy có thể bị phát sinh. Nhờ vậy, có những doanh nghiệp sau hơn 20 năm kinh doanh khách sạn thành công ở các tỉnh thành khác, giờ đã quay về đầu tư trên chính quê hương mình theo con đường công khai minh bạch là tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Sự hỗ trợ vô cùng tận tình và các thủ tục pháp lý thì hướng dẫn là luôn luôn là giúp cho chủ đầu tư một cách nhanh nhất và chính xác theo đúng cái quy định của pháp luật hiện hành. Định hướng về phát triển du lịch bền vững của Hải Phòng nó cũng đúng với các cái mục đích đầu tư về cái dự án nghỉ dưỡng xanh của chúng tôi. Ngoài ra thì các cái thủ tục hành chính cởi mở trong đầu tư đã làm cho chúng tôi quyết định là đầu tư tại đây. Ngoài nỗ lực cải cách hành chính, Hải Phòng thời gian qua còn đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tất cả các loại hình giao thông đã được quan tâm phát triển toàn diện như hàng không, cảng biển nước sâu và đặc biệt là hệ thống đường cao tốc.
Hải Phòng có quyết tâm chính trị, Hải Phòng có sự đồng thuận của người dân, Hải Phòng có cơ sở hạ tầng phát triển tương đối tốt. Cái thứ tư là bản thân Hải Phòng đã hàm chứa ở nó những vị trí tiềm năng rất to lớn cho sự phát triển. Trong 3 năm qua, hầu hết các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn hàng đầu cả nước đều đã có các dự án đầu tư ở Hải Phòng với tổng vốn đầu tư lên tới gần 100.000 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với cả chục năm trước cộng lại. Cuối năm luôn là dịp cao điểm trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tại các tuyến biên giới trên bộ đã nóng, thì trên các vùng biển mênh mông tiếp giáp với các nước thì tình trạng buôn lậu lại càng có mức độ quy mô phức tạp hơn nhiều. Lực lượng cảnh sát biển hiện đang là một trong những lực lượng then chốt có vai trò quan trọng trong phòng chống buôn lậu, đang triển khai nhiều kế hoạch cho dịp cao điểm này. Đây là một tàu dầu quy mô lớn của nước ngoài vừa bị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 bắt giữ cách đây 3 ngày vì có hành vi san mạn dầu trái phép với một tàu Việt Nam. Số lượng dầu DO không có giấy tờ hợp pháp trên tàu lên tới hơn 200.000 lít. Tình hình an ninh phi truyền thống trên biển thì nó nổi cộm trên vùng biển Tây Nam. Đó là các cái vụ san mạn dầu trái phép, đặc biệt là trên vùng biển xa. Nên Cảnh sát Biển 4 mà bắt giữ một vụ thì rất là khó khăn. Tàu phải hoạt động như vậy trên tàu, đi trên tàu dân. Thế rồi là phải như là cơ động ở vùng biển rất xa, kể cả khi gọi là trinh sát nắm tình hình, rồi đến khi là dẫn giải các tàu về. Chỉ tính riêng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, trong năm nay đã phát hiện và bắt giữ 19 tàu buôn lậu, gian lận thương mại, thông qua xử phạt và bán tài sản tịch thu, đã nộp ngân sách gần 30 tỷ đồng. Các lực lượng hải quan, cảnh sát biển cũng đánh giá khi mà quy định về tăng thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng, dầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 tới đây, các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên các khu vực biển Tây Nam sẽ ngày càng phức tạp, tinh vi hơn trước. Trong phần tiếp theo của chương trình, Việt Nam xây dựng thị trường carbon, mua bán phát thải khí nhà kính để giảm thiểu tác động tiêu cực của nó đến môi trường. Đây là nội dung của phần tiêu điểm bản tin hôm nay. Lễ hội hoa sắc màu Hà Lan được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan, giúp người dân Việt Nam hiểu hơn về đất nước Hà Lan xinh đẹp. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Grab sẽ phải bồi thường cho Vinasun 4,8 tỷ đồng. Đây là kết quả sau một năm xét xử vụ kiện giữa hai hãng taxi này vừa kết thúc vào chiều qua. Theo hội đồng xét xử thì có căn cứ để xác định rằng Grab không chấp hành điều kiện kinh doanh theo pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và đề án 24 về thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu đòi khởi kiện của Vinasun đối với Grab và buộc bồi thường thiệt hại là 4,8 tỷ đồng, bằng 1/8 so với mức mà Vinasun yêu cầu. Đồng thời kiến nghị cơ quan nhà nước quản lý hoạt động của Grab sửa đổi đề án số 24 cũng như là quản lý giá cước đối với loại hình này. Sự phát thải khí nhà kính chủ yếu là khí carbon luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta, trong khi chúng ta thở ra trong chất thải của các loại gia súc gia cầm hay là trong việc sử dụng hóa chất nông nghiệp. Sự phát thải ấy ở mức độ nào đó thì đều có tác động tiêu cực đến môi trường. Nhưng quý vị có biết rằng chúng ta có thể giảm thiểu tác động tiêu cực này qua việc mua bán phát thải khí nhà kính? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tiềm năng của thị trường này tại Việt Nam trong phóng sự sau đây. Cách đây 15 năm, dự án xây dựng hầm khí sinh học cho ngành chăn nuôi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khởi động với mục tiêu xây dựng khoảng 500.000 hầm khí sinh học trên khắp cả nước. Các chất thải từ hoạt động chăn nuôi sẽ được tích tụ trong hầm, sau đó năng lượng sinh ra từ đây sẽ phục vụ lại sản xuất theo một quy trình hoàn toàn khép kín. Hàng trăm nghìn tấn củi, phế thải nông nghiệp đã được thay thế, hàng triệu tấn khí thải nhà kính đã được cắt giảm. Tính đến tháng 4 năm 2018 thì dự án này đã có khoảng 2,3 triệu tín chỉ carbon được phát hành ra thị trường quốc tế. Đây được xem là dự án có số tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện lớn nhất trên thế giới về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chăn nuôi. Tín chỉ carbon đại diện cho quyền phát thải 1 tấn carbon dioxide hoặc tương đương. Sau khi được chứng nhận, những tín chỉ này thông qua một số tổ chức trung gian sẽ đến tay người mua.
Người mua tín chỉ đấy hiện nay chủ yếu vẫn là các công ty hay các tập đoàn lớn ở nước ngoài, ví dụ như là DHL hay là Coca-Cola. Còn ở Việt Nam chỉ có một số công ty nhỏ hơn, họ bù đắp cái lượng hóa thải để chứng minh là họ phát triển theo cái hướng là xanh. So với mô hình truyền thống, các dự án như thế này đã biến những phế thải nông nghiệp thành các nguồn lợi. Doanh thu từ việc bán tín chỉ cũng được tái đầu tư nhằm mở rộng quy mô các dự án. Thành công của nó thì cần phải được đánh giá, nhân rộng và làm cái bài học chính sách cho cái việc là chúng ta sẽ đồng bộ hóa các cái quy định và xây dựng các hệ thống chính sách hoàn thiện để cho thúc đẩy cái thị trường giao dịch này một cách tốt hơn. Bởi vì rõ ràng như tôi nói là cái tính hữu hiệu của cái chính sách về thị trường carbon ấy nó hấp dẫn và nó ưu thế hơn rất nhiều so với cái lại chỉ công cụ thuế và chính sách bắt buộc. Hiện tại có hai dạng thức của thị trường carbon. Thị trường bắt buộc là thị trường ở cấp độ quốc gia, trong khi thị trường tự nguyện bao gồm giao dịch giữa các cá nhân, tổ chức. Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Xin bà có thể cho biết những điểm mạnh cũng như hạn chế của một thị trường carbon. Chúng tôi cho rằng thị trường mua bán phát thải là một sự giao thoa giữa tính hữu hiệu của chính sách bảo vệ môi trường và tính hiệu quả kinh tế. Cơ chế này ngày càng trở nên là một lựa chọn ưu tiên đối với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, việc mua bán carbon tương đối phức tạp. Về lý thuyết, một doanh nghiệp được cho một giới hạn nhất định để phát thải nhà kính. Khi đạt đến giới hạn đó, họ cần phải mua thêm tín chỉ carbon. Và các tín chỉ này sẽ được sử dụng để tiếp tục gây vốn cho các dự án kinh tế xã hội khác. Ý tưởng là như vậy, nhưng hiện thực hóa ý tưởng này thì thách thức hơn rất nhiều. Để mua được các tín chỉ này, cần có một hệ thống phức tạp nhằm ghi nhận, đo đạc và theo dõi việc phát thải carbon. Vậy từ những bài học quốc tế, đâu là bài học riêng cho Việt Nam để hình thành thị trường carbon cho riêng mình ạ? UNDP cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã xuất bản báo cáo lần một về việc định giá carbon, trong đó có những nghiên cứu tổng hợp từ 40 quốc gia trên thế giới. Bài học ở đây là định giá carbon rất quan trọng, nhưng việc đưa ra khái niệm này ra thị trường cũng quan trọng không kém. Giá của tín chỉ carbon phải thể hiện được các chi phí tạo ra tín chỉ đó, nhưng nếu gia tăng quá nhanh, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Điều mà chúng tôi nghiên cứu từ các nước khác là có thể bắt đầu ở mức giá thấp và sau đó điều chỉnh tăng dần qua từng năm. Bằng việc tăng giá carbon qua từng năm, chúng ta có thể đưa ra tín hiệu cho thị trường và cả nhà đầu tư. Đó là chính phủ cam kết tiến tới áp đặt mức phí tăng lên cho các dạng năng lượng phát thải nhiều như than đá. Do đó, các nhà đầu tư được khuyến khích chuyển sang phát triển các dự án năng lượng sạch. Giá của tín chỉ carbon cũng phản ánh được sự sôi động của thị trường. Hiện nay, giá của tín chỉ carbon trên thị trường bắt buộc giữa các nước vẫn khá ảm đạm, dao động quanh mức 1 đô la Mỹ so với 10 đô la Mỹ cách đây 10 năm. Do đó, xây dựng các dự án giảm phát thải theo hướng tự nguyện cũng là một trong những chiến lược của Việt Nam. Dù xác định sẽ đưa thị trường carbon vào vận hành chính thức vào năm 2020, Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống thương mại giao dịch quyền phát thải khí hiệu quả. Trên thị trường tuân thủ là cụ thể là CDM thì Bộ Tài nguyên Môi trường hay là các cái bộ ban ngành khác của nhà nước cũng đã ban hành các quy định, các hướng dẫn về thực hiện các dự án và các cái nghĩa vụ về thuế. Nhưng hiện nay đối với các thị trường tự nguyện thì vẫn chưa có các cái thông tư rõ ràng. Thì có khi mà có những cái chế tài và có thị trường carbon được xây dựng như thế thì giúp được cái việc giảm phát thải khí nhà kính được thực hiện. Do đó, xây dựng hành lang pháp luật cho thị trường carbon từ lúc này là việc làm không sớm, cần tiếp thu các kinh nghiệm từ các nước bên cạnh cân nhắc hài hòa các điều kiện của riêng Việt Nam. Các dự án về năng lượng vẫn đang năng lượng sạch thì vẫn đang chiếm cỡ khoảng trên 80% cái tổng giá trị giao dịch cỡ khoảng 17 tỷ đô la của năm 2017. Thì thấy rằng là như vậy dự án năng lượng sạch là một cái cơ hội rất lớn và trong thời gian vừa qua thì chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành một loạt các cái văn bản chính sách liên quan đến việc là thúc đẩy cho thị trường năng lượng này, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Từ những nghiên cứu và dự án mà UNDP đã thực hiện, đâu là những khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình hình thành thị trường carbon? Khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò cốt lõi. Từ những nghiên cứu quan trọng mà chúng tôi đã thực hiện, thì có một thông điệp rất quan trọng. Đó là khu vực tư nhân đang nắm giữ khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, sẵn sàng đầu tư vào các dự án chuyển giao từ than đá sang các dạng năng lượng sạch. Để tiếp cận số vốn này, chúng ta chỉ cần đảm bảo thực hiện 3 nhóm hành động. Nhóm thứ nhất là ra tín hiệu định giá, tức là cho cộng đồng thấy được định hướng của chính phủ trong định giá các nguồn năng lượng hóa thạch sẽ tăng lên từ từ. Nhóm hành động thứ hai gọi là thỏa thuận quyền mua,
tức là đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào các dự án năng lượng sạch. Và nhóm hành động thứ ba là từ phía chính phủ, các biện pháp trong khả năng của chính phủ để đẩy nhanh việc kết nối các nguồn vốn 10 tỷ đô la Mỹ với các dự án năng lượng sạch. Với những điều trên, có một kế hoạch hành động dài hạn là rất cần thiết để ra tín hiệu cho các nhà đầu tư để họ quan tâm và tham gia. Một lần nữa xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý khác, Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân cùng tham gia hiến máu tình nguyện trong dịp lễ kéo dài, vì đây là thời điểm mà nguy cơ cao xảy ra tình trạng thiếu máu để chữa trị. Dự tính là thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần khoảng 52.000 túi máu mới để đảm bảo điều trị. Mục tiêu ít nhất mỗi tuần tiếp nhận 6.000 túi máu. Đại diện Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu người dân hiến máu tình nguyện thì sau này sẽ được miễn phí truyền máu khi cần. Hơn thế nữa, người dân còn được bác sĩ tư vấn, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm một số bệnh như là viêm gan, sốt rét, HIV hoàn toàn miễn phí. Chỉ 15 năm trước, những khái niệm như là đồng tính, song tính, chuyển giới hay là LGBT còn khá xa lạ tại Việt Nam. Cùng với đó là những cách hiểu sai và định kiến từ xã hội đối với cộng đồng này. Thì 15 năm qua, từ chỗ từng giấu mình trong bóng tối, cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã dần mạnh dạn thể hiện bản thân và khiến xã hội phải thay đổi cách nhìn về họ. Chuyển biến tích cực đó là thành quả của một quá trình nỗ lực lâu dài của cộng đồng LGBT và những cơ quan tổ chức xã hội trong việc khẳng định và bảo vệ quyền của người LGBT. Theo một thống kê chưa đầy đủ của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC, cộng đồng LGBT ở Việt Nam hiện có khoảng 1,6 triệu người. Kể từ năm 2015 đến nay, sự hiện diện của người LGBT đã được nhiều văn bản pháp luật quy định, đề cập tới với hai dấu mốc quan trọng. Ngày 1 tháng 1 năm 2015, Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi 2014 chính thức có hiệu lực, không cấm người đồng tính có thể tổ chức hôn lễ chung sống với nhau. Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, chính thức thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. Nhiều tờ báo quốc tế đã gọi tên Việt Nam là nước đi đầu trong khu vực châu Á trong việc bảo vệ quyền của người LGBT trước những thay đổi tích cực này. Việt Nam đang làm rất tốt trong việc bảo vệ người LGBT, đặc biệt là người chuyển giới. Trong thời gian qua, nhiều đóng góp đã được đưa ra và các cơ quan Việt Nam đã rất cởi mở tiếp nhận những khuyến nghị này. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có những điều luật được cụ thể hóa để chúng ta có thể bảo vệ người LGBT tốt hơn, giúp họ được bảo vệ quyền của mình ở nơi công cộng, trường học, bệnh viện hay công sở. Tiến Đạt và Liêu Khiết tổ chức hôn lễ vào năm 2015, ngay sau khi Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014 có hiệu lực. Các cặp đôi đồng giới giờ đây có thể tổ chức hôn lễ ngay tại chính quê hương của mình. Cả hai bạn từ lúc đầu mới quen nhau thì đã có một cái chung cái khái niệm về hạnh phúc rồi. Và tới khi cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng thì có một cái hôn lễ như vậy. Và một vấn đề nữa là cũng muốn cho tất cả mọi người thấy rằng không phải cái cuộc tình đồng tính nào rồi cũng sẽ có những kết thúc đau khổ như là chia tay hay là bị kỳ thị quá dẫn tới việc là hai người không thể ở bên cạnh nhau và phải đi lấy vợ. Cách đây khoảng 15 năm, thực sự là cái sự phân biệt đối xử, sự kỳ thị đối với cộng đồng LGBT rất là lớn. Thế nhưng mà chỉ vòng độ khoảng 10 năm thì cái sự kỳ thị phân biệt đối xử này đã thay đổi rất là nhiều. Nhận thức của cộng đồng, nhận thức của giới truyền thông, báo chí có thể nhìn thấy rõ và sau đấy thì nó được thể hiện trên những cái văn bản. Vấn đề quyền của người LGBT đã được Bộ Y tế đưa vào một số văn bản soạn thảo, được đưa sang Bộ Tư pháp. Đấy là những cái chuyển biến tích cực mà cộng đồng quốc tế có thể nhìn thấy được và đánh giá. Cái phong trào LGBT và các phong trào bảo vệ quyền của người LGBT ở Việt Nam hoạt động khá là tích cực. Năm 2019, được cộng đồng LGBT kỳ vọng sẽ có thêm những thay đổi tích cực khi được chuyển đổi giới tính dự kiến sẽ được Bộ Y tế chỉnh lên Quốc hội nhằm giúp người chuyển giới Việt Nam được sống, làm việc và bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. Dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan, lần đầu tiên một lễ hội hoa mang tên Sắc màu Hà Lan đã được tổ chức tại Hà Nội. Lễ hội không chỉ là một điểm thưởng lãm sắc hoa mà còn là cơ hội để tìm hiểu thêm về đất nước Hà Lan xinh đẹp. Đã có gần 180.000 cây hoa tulip được chuyển về từ Sapa, Lào Cai về tới công viên mùa xuân khu đô thị Eco Park. Đây là những cây hoa nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan được ươm trồng tại Sapa trước khi chuyển về đây. Du khách cũng được tham gia các hoạt động văn hóa giải trí sôi động, đậm tinh thần lễ hội Hà Lan, các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật đường phố hấp dẫn và chụp ảnh cùng với các cô gái Hà Lan cùng những chiếc cối xay gió khổng lồ. Lễ hội được tổ chức từ ngày 28 tháng 12 cho đến hết kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.
Phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.